Dạ con xin chào cô chú. Hôm nay ngày mới con chúc cô chú có ngày tràn đầy niềm vui sức khỏe cô chú. Hôm nay con với Tài nè lên cho cô chú một ít máy xăng tham khảo à. Sáng giờ hơi bận, bỏ bạn Tài bây giờ cô chú. Hiện lên cho cô chú con máy nén. Đầu máy là Mitsubishi GM180 nha cô chú. Máy này á thì con thấy để đây là 6 PS nè, 6 ngựa nha cô chú. Ngoại hình còn khá là sáng luôn. Cô bác coi vàng lông ngoài nè. Màu sơn cũng rất là mới. Không có chóc sơn gì hết cô chú. Ốc thì hoàn toàn nguyên bản luôn, chụp giật zin nè. Cái giật tàu cũng thấy cũng chưa tưa gì lắm cô chú. Công tắc thì nằm đây. Máy à, bên trong máy là nguyên riêng nguyên bản luôn, không có đụng chạm gì bên trong máy hết cô chú. Đây vậy này à, nhưng nhớ là gì à, không có xuất bình xăng gì hết. Đây em coi thử đây, không làm gì hết luôn, đổ xăng vô chạy cô chú. Bởi vì nếu mà muốn xuất bình xăng á là mình phải tháo nguyên cái khung này ra, bởi kẹt này rồi cô chú. Mình tháo cây dưới nè. Đó, mà thấy ốc rồi hoàn toàn không dấu chày luôn. Cô chú coi nè, ốc ngay chỗ bình xăng rồi, không có dấu chày, chưa hề buông mở gì hết. Bình xăng là bình xăng đi nguyên bản rồi chứ, mà còn rất là mới luôn. Cô bác coi ốc của nó nè, để bực đèn cô bác coi không khảo đó, còn vàng nến nha cô chú. Rồi so cô bác coi nè, còn rất là mới luôn. Đây, ở dưới nè. Cổng khóa xăng rồi thì cũng nguyên bản thôi chứ. Đây, ống xăng rồi nguyên viên, nguyên bản luôn. Còn mềm nha cô chú. Đó, còn mềm nè. Đây, nắp chụp cò cũng chưa hề buông mở gì hết. Đó, qua coi nè, ống. Chưa có mảng, chưa có bị ngã màu luôn quá. Mặt này nè, đoạn thấy cũng còn khá là sáng, chỉ có chỗ này hơi bị ngã nè. Còn mấy mặt má này thấy còn sáng nha quá. Bô e, bô lửa thì nguyên viên nguyên bản luôn, hoàn toàn là chưa hề buông mở quá. Qua coi phần bô lửa nè, hai con ốc dặn dặn bô nè, mà còn sáng giới. Ốc zin nha cô chú. Đây, ốc này ốc zin của nó nè. Mấy kia gần gần chỗ này cô chú, chưa có dấu chày gì hết luôn đó, nguyên bản của nó ăn cô chú, mà còn sáng giới gì nè. Màu sơn trên cái chụp ở ngoài còn luôn, chưa có bị ngã màu nha chú, còn rất là mới. Áp lắp thấy cũng còn rất là sáng nè. Còn á mía cô chú coi nè, còn trắng nha cô chú. Ốc nè, cái ốc thì quá trời luôn chơi, nó trắng. Chỉ là cái này chú khai để lâu nè, cái nó nổi hơi đốm đốm nè. Này cái ốc thì chưa bị ngã màu không chứ, nên tổng thể cũng rất là sáng. Ngắp nhớ cùng nguyên bi nguyên viên nguyên bản luôn, không có sức mẻ chỗ nào hơn cô chú đó. Rồi giờ con quay mà phần nén nào chú coi nè, phần nén ở trên thì thấy tem rồi đầy đủ hết cô chú. Tem ấp này ấp nhớt cô chú, thì đổ nhớt vô để mà nuôi nén nè. Phần ở ngoài á thì thấy hơi phai màu nhẹ, hơi phai nước sơn. Ốc đồ còn nguyên viên nguyên bản luôn, hoàn toàn chưa có dấu buông mở hết cô chú. Cô chú xem xét máy giá tham khảo cô chú. Đây nén, đây đồng hồ xài bình thường chứ. Rồi con sẽ giật máy lên rồi thử phần này cô chú. Này nếu mà cô chú màu mà hứng thú về cái con máy nén này thì yêu con, bên con có thể gắn ống vô đầy đủ cô chú rồi thử nén nha cô chú. Nếu mà con cô bác có hứng thú máy này á
cũng có thể để lại cho nhóm phòng lận, rồi kêu bên con thử phần nén á, xịt thuốc ra luôn cô chú. Thì nhắc bên con, rồi bên con sẽ làm một video riêng về máy này. Đó. Thử nước cho chú ha. Đây, phần chụp ở ngoài này còn nguyên bản. Đó, dây gió rồi nguyên viên nó rồi dây nẹo chú, nguyên viên nó nè. Nó là xài A32 cô chú. A32. Đó, hoàn toàn chưa hề buông mở luôn. Ốc của chú coi nè, còn rất là mới. Lắp nè chú coi. Sáng giới quá. Ốc vàng nín luôn. Đang mở thứ bình xăng cô chú. Đây, được còn rất là mới luôn nè. Được riêng cô chú, con còn không có đụng chạm gì hết. Đây phần dưới này của chú coi, sáng giới luôn, không một miếng xăng luôn, không một miếng xăng luôn trời ơi. Này bên con chưa chuẩn bị trước cô chú, rồi chắc chơi chạy gan tì lát của cô chú, hết xăng này, coi thử báo, báo xài bình thường chứ. Ốc rồi chưa bị ngã màu, nắp nhìn màu sơn trên bình xăng rất là mới, nó chỉ có xét ở cái miệng ngoài thôi chứ. Và nhà tài giật máy lên coi còn chạy không ta. Máy này thì về do bên con không còn chạm cơ chứ, đổ xăng rồi đổ nhớt vô rồi chạy à, cho bên con không có xúc bình xăng, trên là phải đóng ngang thôi chứ. Rồi hết xăng ai coi còn chạy không tay ơi. Rồi nhờ tài vô trọng lấy miếng xăng đi tài, con nghi quá cô chú ơi. Rồi hết xăng rồi, tắt đi tài, hết xăng. Đó, hụt rồi, hụt xăng. Tới đầu hay tới đó, người chưa? Máy hoàn toàn không có thối mà. Chạy bình thường thôi chứ, con cái còn được hút nè. Còn sử dụng nén bình thường chứ, đấy cái gần hết xăng rồi chứ. Rồi tắt đi rồi. Nó gần hết xăng cho nghe tiếng hơi ấy à... Để giờ quay chi tiết cô chú em tham khảo một vòng nha. Mà coi nếu mà cô chú á nào có hứng thú máy này á thì liên hệ bên con cô chú. Đây, cái này thì bên con có bán nguyên bộ bán lẻ. Nếu mà cô chú nào mà muốn mua cái đầu máy không cô chú thì bên con bán với giá là 4 triệu. Đó, là tháo hết cái nén cái chàng này ra nè, chỉ có bán cái đầu máy thôi thì bên con bán giá 4 triệu cô chú. Còn nếu mà cô chú nào mà muốn mua nguyên bộ á thì bên con bán với giá là 6,3 triệu bao ship cô chú. Nén á, thì sử dụng bình thường luôn, ngoại hình thì còn rất là mới, không chỗ nào chê nha cô chú. Cô chú nào mà tham khảo xem xét máy này thì xin vào liên hệ số điện thoại màn hình của chú. Nếu mà có ý kiến hoặc muốn đóng góp thêm thông tin gì á thì xin vào lại tin nhắn phần bình luận. Và clip con trai cũng xin kết thúc của chú. Cảm ơn cô chú đã xem hết video. Chào cô chú.